Hi xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình giới thiệu anh em chơi vị tướng. Chỉ cần anh em chơi thuần thục vị tướng này sẽ rất khỏe trong những pha giao tranh tổng nhé. Chúng ta lại tìm hiểu về bộ kích năng Ishar mùa 20 nhé tí nị. Ishar tự động triệu hồi tí nị trợ chiến. Tí nị có lực công kích, máu, giáp và giáp phép tính theo sát thương phép của chủ nhân và tự động bám sát Ishar. Nếu tí nị cách xa Ishar hơn 12 mét sẽ tự động chạy nhanh về cạnh chủ nhân. Thoát khỏi giao tranh khiến tí nị được hồi 6% máu mỗi giây. Nếu tí nị chết sẽ được triệu hồi lại sau 15 giây. Ishar bị hạ gục sẽ khiến tí nị trở nên cuồng bạo, tăng 100% tốc đánh và tốc chạy và bám theo truy sát tướng địch trong 5 giây. Công kích của tí nị, 200 sát thương vật lý. Lượng máu tí nị 3.300, mỗi cấp tướng cộng 275, cộng 0.65 công phép. Đá ma thuật, Ishar bắn ra một viên đá ma pháp gây ra sát thương phép lên địch trên đường bắn. Nếu bắn trúng hai tướng địch chiêu này sẽ được cường hóa. Viên đá bắn trúng nạn nhân đầu tiên sẽ dựng lên nấm hương sau lưng mục tiêu. Nấm hương có tác dụng như vách núi và hất tung tướng địch và phát nổ sau 2 tháng 5 giây gây sát thương phép. Tí nị chạy nhanh đến tấn công mục tiêu đầu tiên bị trúng đá ma pháp. Nếu kẻ trúng đòn là tướng địch lẻ sẽ bị tí nị sẽ nhảy vồ đến đánh khiến tướng địch phải chịu sát thương phép và làm chậm trong thoáng chốc khiên ma thuật. Ishar nhận được một tấm lá chắn chặn sát thương trong 2 giây và tăng tốc chạy 50%. Tí nị lập tức quay về bên cạnh chủ nhân và hất tung địch xung quanh Ishar 1 giây và làm chậm 30% trong 0.5 giây. Sa bàn ma thuật, Ishar triệu hồi một sa bàn huyễn ảnh khiến sau 0.5 giây hình thành một kết giới giam giữ kẻ địch trong 2.5 giây. Tí nị lập tức nhảy vào mục tiêu trong sa bàn. Khi đáp đất gây sát thương phép và trong 6 giây nhận hiệu ứng miễn 30%, cộng 5% với mỗi tướng địch trong đó, sát thương và tăng 100% tốc đánh. Đồng thời mỗi giây gây sát thương phép cho địch trong phạm vi cách chơi Ishar. Vị trí tốt nhất pháp sư đi đường giữa. Đôi lúc các bạn cũng có thể sử dụng Ishar cho vai trò trợ thủ. Bộ kỹ năng của Ishar thứ tự tăng chiêu 1 đến chiêu 2 tiếp, chiêu 3 tăng đúng cấp độ của Ishar. Hướng dẫn chơi Ishar combo chuẩn nhất cho Ishar. Chiêu 1, chiêu 3, chiêu 2. Khi tấn công mục tiêu, các bạn nên sử dụng chiêu 1 để gây sát thương lên mục tiêu. Sau đó dùng ngay chiêu 3 để tạo một kết giới giam cầm kẻ địch. Lúc này kẻ địch sẽ chỉ tấn công tí nị. Nếu đáng chiếm ưu thế thì tiếp tục tấn công nạn nhân bằng đòn đánh thường, chiêu 1. Còn nếu như không ổn thì nên sử dụng ngay chiêu 2 để tháo lui và đưa tí nị về bên cạnh. Ishar khá yếu ở giai đoạn đầu game nên các bạn chỉ nên tập trung farm, cấu rỉa máu đối thủ và hạn chế giao tranh. Chỉ nên giao tranh khi đó là tình huống bắt buộc và cần thiết. Bảng ngọc cho Ishar, bảng ngọc sát thương sao ngọc đỏ 3, công phép cộng 4.2. Xuyên giáp phép cộng 2.4, sao ngọc tím 3, tốc đánh cộng 1%, tốc chạy cộng 1%, sao ngọc xanh lục 3, tốc đánh cộng 0,6%, xuyên giáp phép cộng 6.4, bảng ngọc trợ thủ, sao ngọc đỏ 3, x10 công phép sao ngọc tím 3. x10 tốc chạy, máu tối đa và hồi chiêu sao ngọc xanh lục 3, x10 máu tối đa và hồi chiêu sao anh e. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Yêu một người không khó, em muốn làm điều đó cùng anh không? 2. Anh đã đi nhiều con đường, nhưng vẫn chưa tìm được cái đích mà anh muốn. Em là người duy nhất khiến anh lạc phương hướng, có thể trở thành vạch cán đích của anh không? 3. Trời thì lạnh mà lòng anh thì ấm. 4. Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay để anh thử đi lại qua em lần nữa? 5. Em giúp anh bật Google Maps được không? Vì anh bị lạc đường trong đôi mắt em rồi. 6. Anh đây rồi, và 2 điều ước còn lại của em là gì? 7. Em có thích nước không? Có, thế là em thích 80% cơ thể anh rồi. 10. Em quen mẹ anh mà sao không cho anh biết? Sáng bà mới hỏi con dâu đâu rồi đấy. Những câu nói thả thính nhẹ nhàng. 11. Em có một siêu năng lực đó. Đấy là siêu thích anh tương đương. 12. Ở đây cấm mang đồ gây cháy nổ, nhưng sao anh lại đốt cháy được trái tim em? 13. Định tặng anh một món quà đáng yêu, nhưng mà chuyển phát nhanh không cho em chui vào trong hộp. 14. Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ được thơm má ai đâu.